10 ngày không uống nước. Zaire là một viên ngọc quý của sa mạc Sahara. Nhưng trước khi Tigwin phát hiện ra, đây chỉ là một nơi hoang vắng và lạc hậu. Ở đây chưa từng có một người nào vượt qua được sa mạc. Người ta kể rằng, người ở đây không phải không muốn rời khỏi mảnh đất khô cằn này, mà là họ đã thử rất nhiều lần, nhưng không ra khỏi được. Cho đến một ngày. Nhìn kia, hình như có người. Tội nghiệp, lại thêm một người lạc đường. Chúng ta đưa ông ta về làng thôi. Rất cảm ơn mọi người đã cứu sống tôi. Giờ sức khỏe của tôi cũng đã khá hơn nhiều. Tôi muốn được trở về nhà. Anh định rời khỏi đây? Không được, không được. Aguda, tại sao lại không thể? Tigwin, sự thật là không thể ra khỏi sa mạc này được. Sahara là sa mạc bất tận. Từ xưa đến nay, không ai có thể ra khỏi chốn này. Sao có thể thế được? Sa mạc dù có lớn đến đâu, cũng phải có giới hạn chứ. Là người ở nơi đây, chúng tôi biết nếu rời khỏi làng, thì dù có đi theo bất cứ hướng nào, cuối cùng cũng sẽ trở về ngôi làng mà thôi. Chúng tôi cũng đã thử rất nhiều lần. Có lần đi tới hàng tháng trời dằn dặt, nhưng cũng không thể ra khỏi sa mạc được. Trước đây cũng có một người lạc đường đến làng này. Tôi cũng đã cảnh báo, nhưng anh ta nhất quyết rời đi. Ít lâu sau, chúng tôi tìm được xác anh ta đã chết khô trên sa mạc. Bất tận nha, tôi không tin là như vậy. Cứ đi mãi, nhất định sẽ ra được khỏi sa mạc. Aguda, trước sau gì tôi cũng phải rời khỏi đây. Anh phải giúp tôi. Tôi đã nói rồi, chỉ là vô vọng mà thôi. Nếu anh không tin, thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Bảy ngày sau. Trời sao đẹp quá. Aguda, anh có thấy ngôi sao sáng kia không? Ngôi sao lớn nhất kia chứ gì. Tôi thấy rồi. Nhưng có chuyện gì vậy? Tôi thấy mấy ngày đầu nó còn ở phía trước chúng ta. Vậy mà hôm nay nó lại ở phía sau lưng. Chúng ta vẫn đi thẳng đó thôi, có quay lại phía sau đâu. Ba ngày sau. Kìa Tigwin, tôi nói đâu có sai, chúng ta lại quay về làng rồi. Trời ơi, đúng là ngôi làng kia rồi. Đấy Tigwin, tôi nói có sai đâu. Ra là thế. Vậy là những phán đoán của mình là đúng. Ngôi làng nằm giữa sa mạc rộng lớn, không có một vật nào để so sánh là mục tiêu, thì việc muốn ra khỏi sa mạc thật sự là chuyện không thể. Này, anh làm sao mà cứ ngẩn người ra thế? Nhìn lên trời làm gì? Anh còn chưa tin là chúng ta về làng rồi sao? Đúng, đúng là chúng ta lại trở về làng. Nhưng tôi đã hiểu cả rồi. Aguda, anh có nhớ cái tối hôm tôi nói về ngôi sao sáng nhất không? Ngôi sao sáng nhất? Đúng vậy, đây chính là ngôi sao sáng nhất. Còn đây là ngôi làng. Ngôi sao trên trời là luôn cố định, và dĩ nhiên ngôi làng cũng là cố định. Chỉ có chúng ta là di chuyển. Anh nói vậy có nghĩa là chúng ta chỉ đi lòng vòng trong sa mạc suốt thời gian vừa qua thôi sao? Đúng vậy, chúng ta đã đi lòng vòng vì không có mốc gì nhắm tới. Chúng ta sẽ làm lại. Anh lại muốn vượt qua sa mạc lần nữa sao? Đúng thế, lần này là đi theo cách của tôi và chúng ta sẽ ra khỏi sa mạc được. Được, chỉ lần này nữa thôi nhé. Nhất trí, chỉ một lần này nữa thôi. Hãy nhìn ngôi sao lớn nhất kia. Chúng ta sẽ lấy nó làm mục tiêu và tiến thẳng tới phía nó. Chỉ tiến về phía đó mà thôi. Nhờ có sự hướng dẫn của Tigwin mà Aguda trở thành người khai mở cho Zaire với thế giới. Mỗi năm có hàng vạn khách du lịch đến đây. Bức tượng đồng của Aguda được dựng ngay trung tâm thành phố.
trên bệ khắc hàng chữ. Cuộc sống mới bắt đầu từ việc chọn và định ra phương hướng. Truyền thuyết dông bão. Ngày xưa, khi trái đất đang yên bình, thì bỗng xuất hiện bốn thầy trò quái dị trong khu rừng già phía bên kia sườn núi. Người thầy là một ẩn sĩ quyền năng tên Lokta Moni Eishay, và ba người học trò là nữ thần biển cả Moni Makala, hoàng tử mặt đất Vodachun và quỷ Rim Esho, được thầy nhặt về nuôi từ sâu trong rừng già. Mới đó mà mình đã già thật rồi. Các học trò thân yêu giờ đây cũng dần khôn lớn cả. Nhìn chúng nó trưởng thành, mình cũng thấy an tâm hơn. Nhớ ngày nào Jim Aiso vừa cất tiếng khóc chào đời, mà giờ lớn nhanh như thổi. Con ngoan lắm, ta sẽ mang con về ở cùng ta. Ngày qua ngày, cả ba người học trò sống cùng thầy trong hang đá. Quỷ dữ luôn bị sự khinh miệt của nữ thần biển cả và hoàng tử. Này, ra suối lấy nước cho bọn ta tắm nào. Em thấy trong người không khỏe, em không đi nổi. Ta không quan tâm, tóm lại là ta cần nước để tắm ngay bây giờ. Vì mi là quỷ, sinh ra đã là quỷ, thì dù có thế nào mi vẫn không thể nào tốt đẹp được đâu. Bản chất xấu xa thì chỉ đáng phục vụ người khác. Đi mang nước về ngay cho chúng tao đi. Đi. Vâng. Năm năm sau, hôm nay ta sẽ tổ chức một cuộc thi để thử thách lòng kiên nhẫn và khả năng ứng biến của các con. Ai mang về cho ta một chiếc bình đựng đầy sương sớm nhanh nhất, người ấy sẽ thắng cuộc và được báu vật. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Vâng ạ. Vâng ạ. Chuyện này đối với mình thì quá đơn giản. Nhất định báu vật sẽ thuộc về mình. Ôi, đau quá. Tay chân mình đã bị thương và rã rời rồi. Nhưng thầy đang chờ đợi và hy vọng vào mình. Phải cố lên, nhất định mi làm được mà. Đây là báu vật bí mật của mình. Lấy sườn sớm chẳng cần phải nhọc công làm. Bây giờ chỉ cần đến khu rừng là rõ một một kết quả. Đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Giờ này vẫn còn rất sớm. Chắc các học trò của ta đang vất vả lắm để lấy được sương sớm đây. Thưa thầy, con đã đến đây ạ. Con chắc chắn mình là người đầu tiên đem về bình thủy tinh này. Con xứng đáng được nhận báu vật, phải không thầy? Thưa thầy, chúng con đã về rồi đây ạ. Sao chị Moni Makala về sớm thế? Con đã về đầu tiên, lại mang được bình đựng sương sớm nhiều nhất. Đây là quả cầu pha lê duy nhất, quyền lực tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. Sở hữu nó, con sẽ có khả năng biến mọi mơ ước tốt đẹp thành hiện thực. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Còn đây là phần của con nha hoàng tử Vodachun. Dùng cây gậy này con có thể thiên biến vạn hóa. Đây là phần thưởng của con Jim Aisho. Đây là vũ khí con có thể dùng để phòng thân. Thế này là thế nào ạ? Chẳng phải thầy nói phần thưởng xứng đáng chỉ được dành cho một người thôi sao? Là do các con đã dốc lòng cố gắng nên ta quyết định ban thưởng cho cả ba. Mặc dù nữ thần biển cả mới là người thắng cuộc, món quà mà cô ấy nhận là quả cầu pha lê duy nhất và quyền lực nhất. Tuy nhiên, những báu vật của hai con cũng không kém phần quyền lực. Mặc dù mình cũng đã vất vả, trải qua rất nhiều đau đớn mới mang về được thành quả này, tuy nhiên nữ thần biển cả thật sự xứng đáng mà. Mình chấp nhận thua cuộc.
Bây giờ các con ai nấy hay đi làm việc của mình đi. Ta cần tu luyện một lát rồi nghỉ ngơi. Dạ, chúng con xin phép. Nữ thần biển cả, mong chị có thể giúp em một việc. Có việc gì mà hôm nay My nói chuyện khách sáo quá vậy? Chị có thể cho em mượn quả cầu pha lê một ngày được không? My định mượn quả cầu pha lê quyền lực toàn năng này làm việc gì? Không phải là có mục đích gì xấu chứ? Không không, xin chị hãy nghe em nói. Dream Aso, Dream Aso, con ơi, con yêu, mẹ không thể ở bên con được nữa. Mẹ đổi tính mạng để lấy sự sống cho con. Mong con đừng tìm về nguồn gốc của mình. Mẹ chỉ mong con có một cuộc sống bình yên thôi. Em là đứa trẻ mồ côi, em muốn tìm lại nguồn gốc của mình. Em muốn biết gia đình của em ở đâu. Mẹ em bị kẻ nào hãm hại mà phải từ bỏ mạng sống để cứu em. Thì lúc ta Buni AC nói quả cầu pha lê phép thuật cho biết mọi sự thật trên thế gian, nên chị có thể cho em mượn để tìm sự thật không? Dream Aso à, ta không có ngu ngốc mà đi theo nghe lời của My. My diễn khá lắm, ta nghe mà cảm động quá. Nhưng để ta nói cho My nghe, nếu câu chuyện My kể là sự thật, nếu mẹ My bị giết thì cũng phải thôi. My là quỷ, mẹ My cũng là quỷ. Quỷ hại người bị giết là điều đương nhiên, có gì mà oan chứ. Mẹ ơi, xin mẹ Sô xin lỗi. Có phải quỷ là loài xấu xa như người ta nói, luôn hèn hạ và thua cuộc trong mắt người khác không mẹ? Tại sao con không biết cội nguồn của mình? Tại sao con chỉ được gặp mẹ trong mơ mà chưa bao giờ có được tình thương của mẹ như muôn loài khác? Bây giờ con không biết mình là ai nữa. Con chỉ thấy mình thật vô dụng mẹ à. Các con chờ ta tụng niệm một lát, rồi chúng ta cùng bắt đầu giờ học. Ai trong số các con đã làm vỡ chiếc đồng hồ cát quý của ta vậy? Thưa thầy, là Dream Aso đã chen lên xem và làm vỡ nó đó ạ. Dạ con không có làm ạ. Không có mà ấp a ấp úng thế kia. Chính tụi ta đã nhìn thấy My làm vỡ nó, có phải không anh? Phải. Dạ thưa thầy, chính là Dream Aso đã làm vỡ nó ạ. Là quỷ thì bao giờ biết nhận lỗi chứ. Lúc nhỏ con đã nói với thầy là không nên nuôi nó rồi mà. Nó là quỷ, chỉ biết phá hoại và làm hại người khác thôi. Hôm qua cuộc thi kết thúc, tôi thấy bà biển cả mặt hí hửng, ôm quả cầu lên không trung, nhìn bà tự tin thế ớn. Hay ho gì đâu mà tự tin, bà dùng mưu cả thôi. Chính tụi bay thấy, bà mang chiếc khăn phép thuật ra phơi sương từ đêm qua, rồi dùng nó vắt vào bình. Nhìn bả lém lĩnh và gian xảo lắm. Phải, tụi em đi qua bên kia cánh rừng, thấy hoàng tử và Dream Aso hì hục lấy từng giọt sương, thấy tội nghiệp lắm. Chẳng qua là họ thật thà, còn biển cả mưu mẹo thì giành phần thắng thôi. Hóa ra chỉ là một trò gian lận của nữ thần biển cả ư? Đáng lẽ quả cột pha lê đó phải thuộc về mình, mình không đáng bị đối xử như vậy. Còn các người, từ nay các người không xứng đáng là anh chị của ta. Nhất định ta phải lấy lại những thứ mà vốn dĩ ta xứng đáng có được. Người nói đúng, biển cả à. Bản chất ta là quỷ, không thể nào lương thiện được. Ngươi định làm trò gì nữa vậy, Dream Aso? Tôi đi gặp bà biển cả để lấy lại cái đạo lý công bằng như các người thường lải nhải đấy. Đừng có làm càn, Dream Aso. Ta quyết không cho ngươi dở thối tàn ác đâu. My đến đây có việc gì? Ta đến vì thứ ngươi đang giữ chặt trên tay đấy. Đồ hung ác đã đến mức này, ta không tha cho My được nữa. Dream Aso à, My sẽ phải trả giá với những thứ mình đã gây ra. Ngươi không thể thắng được Dream Aso này đâu nha, đồ ranh con. Ta giết hoàng tử ngu ngốc của ngươi rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Dream Aso, dừng lại đi, chị đã hối hận rồi.
Mình yêu thương nhau như lúc xưa em nha. Bản chất ta hung ác là vì giữ lại cái nghiệp của ngươi. Định ngươi đừng hòng mong ta tha thứ, trừ khi báo vật đó thuộc về ta. Thì ra mày vẫn ngoan cố, không đợi nào. Vậy ta sẽ cho mày biết đây. Khi cả hai đều đuối sức, nàng về lại chốn biển cả của mình. Sóng biển có phần êm dịu đi bớt. Tên quỷ dữ về lại trần gian, tìm thấy chiếc rìu. Hắn tu luyện và đôi mắt lại phục hồi. Thế nhưng lòng hắn vẫn không ngưng ôm lòng oán hận. Và khi hồi sức, hắn lại băng qua cánh rừng, rồi đến đại dương đi tìm gặp nàng biển cả để cướp lấy báo vật năm xưa. Lần này mày nhất định thua cuộc. Remeso chết tiệt. Mạng của các người thật lớn, nhưng các người không thoát được ta đâu. Hãy ngàn đời sau nữa vẫn vậy. Nhớ lấy những gì ta nói hôm nay nha. Khi đợt báo vật thuộc về ta, chúng người mới được yên thân. Trận chiến không hồi kết giữa nữ thần biển cả và quỷ Dream Esho gây nên sóng to, gió lớn, đất trời rung chuyển. Người ta gọi đó là dông bão. Cứ như thế, mỗi lần thu phục được sức mạnh, quỷ lại đi tìm nữ thần biển cả khiêu chiến để trả mối thù năm xưa. Nên hiện tượng dông bão trong thiên nhiên vẫn không hồi kết. Giá như nữ thần biển cả nói với Dream Esho rằng anh cũng có thể là một Dream Esho ngoại lệ trong đàn quỷ dữ, có thể dông bão sẽ không diễn ra. Chuyện cổ tích của hai nàng công chúa. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có hai nàng công chúa là Daisy và Rose. Rose là chị, mồ côi mẹ từ nhỏ. Nàng sống cùng mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ, Daisy. Trong khi Daisy vô cùng xinh đẹp, được cưng chiều từ nhỏ, thì Rose lại nhỏ thó, xấu xí, nên nàng thường bị ghẻ lạnh. Cái con nhỏ Rose đó thật là đáng ghét. Rose, nó lại làm điều gì khiến con gái yêu của mẹ phật ý hay sao? Con bé người hầu vô ý làm rách tà váy của con. Con chưa kịp trừng phạt thì Rose xấu xí từ đâu chạy đến can thiệp vào. Còn nói lý lẽ khiến ai cũng ủng hộ nó. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt, làm con mất mặt với lũ hầu gái. Thật tức không chịu nổi mà. Nếu cứ thế này, một ngày nào đó nó sẽ lấy lòng cha con để làm nữ hoàng mất. Ta sẽ tìm cách để tống cổ con bé đó ra khỏi cung điện này. Ta đã có cách, con lại đây. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của ta, ta đang rất vui, nên có chuyện muốn hỏi các con. Nếu có một điều ước, các con mong muốn điều gì, Rose, Daisy? Không được, mẫu hậu đã căn dặn, ta phải nghe lời. Cứ lấy lòng vua cha trước, mọi chuyện để tính sau. Dạ thưa vua cha, con không cần vàng bạc châu báu hay bất cứ thứ gì trên đời này. Con chỉ ước vua cha mãi mãi mạnh khỏe để ở bên cạnh con. Giỏi, giỏi lắm Daisy. Con đúng là đứa con hiếu thảo, khiến ta hạnh phúc lắm. Còn Rose, ước muốn của con là gì? Dạ thưa cha, con ước được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của tất cả người dân ạ. Rose, con làm tao quá thất vọng đi. Chẳng lẽ con không có điều ước tốt đẹp nào dành cho cha con hay sao? Ôi trời ơi, Rose thật dại dột mà. Lẽ ra công chúa nên chúc phúc đức vua như Daisy mới phải. Ý của con không phải như vậy đâu thưa cha. Thật uổng công ta nuôi dạy con tử tế. Đến một điều ước dành cho cha, con cũng không thể làm được. Daisy là em gái của con, nhưng con bé cũng biết lo nghĩ cho cha. Vậy mà con... Thưa cha, con chỉ nghĩ nếu được, con muốn giúp đỡ mọi người dân của mình có cuộc sống tốt hơn. Điều đó là có tội sao thưa cha? Đã sai, con không biết nhận lỗi. Nếu vậy, ta sẽ cho con làm những việc mình muốn. Người đâu, hãy đưa công chúa ra khỏi tầm mắt của ta.
Thật đáng đời. Từ nay ta sẽ không phải trông thấy đứa con gái xấu xí nữa rồi. Đây si của ta, vẻ đẹp lộng lẫy của con cùng sự sủng ái của vua cha, chỉ có con mới xứng đáng làm nữ hoàng thôi. Trong cơn tức giận, công chúa Rose đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung điện. Cháu ơi, không ngờ bên ngoài cảnh vật lại đẹp như vậy. Kìa, cây dừa ơi, sao bạn lại khóc? Đã nhiều ngày rồi, tôi không có nước uống. Cô làm ơn cho tôi xin một chút nước với. Đợi mình nha. Ta sẽ làm một kênh nước từ suối để chảy vào cây dừa này. Như vậy, cây dừa sẽ có nước quanh năm mà không cần đến bàn tay của người khác. Từ sáng cho tới tận tối mịt, công chúa Rose không quản vất vả đào kênh nước nhỏ cho cây dừa. Cảm ơn cô gái tốt bụng, cô nhất định sẽ gặp được thật nhiều điều tốt lành. Đây là việc mà ta nên làm mà. Tạm biệt cây dừa nha. Tại sao các bạn lại bỏ chạy? Hôm qua ở đây có một trận mưa lớn, tổ của chúng tôi bị sập mất rồi. Trời sắp mưa rồi, kiến sẽ không có chỗ ở mất. Cô gái nhân hậu ơi, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô đâu. Chỉ là một việc nhỏ tôi nên làm mà, các bạn không phải bận tâm đâu. Mệt quá, đi suốt mấy hôm mà chưa được nghỉ ngơi. Có một ngôi nhà nhỏ. Bà ơi, phiền bà, con muốn xin bà chút thức ăn. Và con có thể xin ngủ ở đây một đêm được không ạ? Được chứ, nhưng ta đang bị bệnh. Ta có thể nhờ con chăm sóc cho đến khi ta khỏi bệnh được không? Dạ, con rất sẵn lòng ạ. Rose đã ở lại nhà bà lão. Nhờ có sự chăm sóc của nàng, chẳng mấy chốc bà đã dần dần hồi phục sức khỏe. Không biết vua cha có khỏe không? Rose này, ta rất cảm ơn con những ngày qua. Thực ra ta là bà tiên hạnh phúc. Ta biết con là một người có trái tim nhân hậu, con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ta sẽ ban cho con một món quà thật đặc biệt. Sau khi nhận món quà của bà tiên, công chúa Rosie bỗng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Chào các bạn nhà kiến, các bạn vẫn khỏe chứ? Cô gái tốt bụng, nhờ có cô mà chúng tôi đã có được một chỗ ở tốt. Xin hãy nhận tấm lòng của chúng tôi, cô xứng đáng có được món quà này. Cảm ơn các bạn kiến, tôi sẽ sử dụng số của cải này thật có ích. Cô gái ơi, cô còn nhớ tôi chứ? Bây giờ bạn đã tươi tốt thế này sao? Nhờ có cô, ta đã thoát khỏi sự khô héo, cằn cỗi. Đây là món quà tôi tặng cô. Hãy nhớ khi nào về đến nhà mới được mở ra xem nha. Đừng để ai động vào báu vật này nha. Cũng chỉ vì phút tức giận mà ta đã đuổi đứa con gái ta thương yêu nhất ra khỏi cung. Không biết giờ này con bé sống thế nào rồi. Dạ thưa đức vua, chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể biết công chúa hiện giờ đang ở đâu. Hai ngày nữa ta cùng hoàng hậu và công chúa sẽ đi săn. Hãy chuẩn bị cho ta. Thật kỳ lạ, sao giữa rừng sâu lại có một ngôi nhà tuyệt đẹp đến nhường này. Ông lão, có chuyện gì trong căn nhà đó mà có nhiều người đứng xếp hàng vui vẻ như vậy? Thưa ngài, đó là ngôi nhà của một chủ nhân xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy tên là Rose, đang phân phát lương thực cho những người dân nghèo chúng tôi. Có chuyện này thật sao? Cô gái ấy tên là gì? Dạ thưa đức vua, mọi người gọi cô ấy là Rose, tốt bụng và xinh đẹp ạ. Vua cha, là vua cha ư? Sao người lại đến tận đây? Rose, là con ư?
là con thật đó ư? Trông con thật xinh đẹp khiến ta không thể nhận ra. Cha ơi, con đã gặp bà tiên hạnh phúc và bà đã ban cho con món quà này. Con chính là cô gái ban phát lương thực cho dân nghèo đó sao? Dạ vâng, thưa cha. Ôi, Rose, không những con sống rất tốt mà con đã cứu sống được rất nhiều người. Thưa cha, thực ra ước muốn của con là dân chúng được hưởng cuộc sống bình an, ấm no, vui vẻ. Nụ cười của họ chính là niềm vui lớn nhất của vua cha. Con thật là có tấm lòng đáng quý. Ta đã trách nhầm con rồi. Thật không ngờ con nhỏ đó không những còn sống mà còn rất xinh đẹp và nhiều vàng bạc châu báu đến như vậy. Tức chết đi được mà. Không ngờ con bé đó lại may mắn đến vậy. Con nghe nói con bé đó đã gặp được bà tiên hạnh phúc và được ban rất nhiều báu vật đó mẹ. Chúng ta phải tìm cách lấy hết báu vật và loại bỏ con bé đó ra khỏi hoàng cung mới được. Một quả dừa thật kỳ lạ mẹ ơi. Có lẽ đây là thứ báu vật giúp cho con bé đô đó có sắc đẹp tuyệt trần đến như vậy nè. Nhanh nhanh nhanh, con hãy mau mở nó ra xem đi. Trời ơi, Daisy à, sao trông con lại kinh khủng thế kia. Mẹ ơi, cứu con với. Con không thể để người khác nhìn thấy con như vậy được. Được lòng của người dân, Rose được đức vua trao quyền trị vì đất nước. Còn Daisy vì quá xấu hổ nên không bao giờ bước ra khỏi phòng của mình. Hoàng hậu cũng thương con nên bệnh nặng qua đời. Kể từ đó, người dân được sống trong hạnh phúc, ấm no. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!